Đó, ở đây các bạn thấy sao? Đây vô bây giờ rồi, mà bên mày có vô chưa? Chưa ai vô xem mà đều vô bây giờ đó. Trong mày. Chào anh Ngô Tám nha, đó vô trong rồi, anh vô tới rồi. Quên. Vô lại cả nhà mình lên. Rồi chia sẻ. Chia sẻ lại. Hả? Rồi em chào anh Cường nha. Em chào anh Đạt Lê nha. Rồi vô lại. Mấy người kia mờ quá mờ ghê, nãy nó trong nãy được mấy nhưng mà mấy người luôn. Em chào anh Nguyên Nguyên nha. Chào anh Nhất Vinh nha. Cái 12 là cái hầm một mai nha anh, hầm một mai 202. 6 là mai cũng thủy nhu nha anh, giá 223 nha. Để em chào anh Nhất Vinh nha, cái nào đó? 223 nha. 6 hả? Cái hầm 1 cái ngay mai cũng. Em chào anh Đỗ Văn Thân nè. 230.000 đó cái nhà. Đó là số 3 là Kim Quốc cái nhà. Kim Quốc 1.500.000 cái nhà số 3 nha. Số 2 là Kim Thanh Mai nha. Kim Thanh Mai 650.000 nha. Ghim lại Thanh, ghim lại. Rồi, chào chị Diễm Quyền nha. Từ từ vô số mày. 7 là cái Sâm Hương nha, 950 nha, Sâm Hương nha. Số 8 là Hồng Ngọc Mai 250 luôn. Số 9 là Trang Sen nha, 400. Số 10 là Hồng Ngọc Mai 220 luôn. 13 là Trang Sen nha, 300 luôn nha. Em chào anh Văn luôn ạ. Cái quy định lệnh nãy nó bỏng quá đi lòng lại cái nhà. Số 4 là Trang Sen nha. Số 4 là Trang Sen 450 nha. Hồi nãy tự nhiên cái mạng yếu không có cả đủ. Cái hầm Ngọc Mai mà số 8 là 250 nha, 250.000 nha. Số 9 là Trang Sen nha. Số 9 là Trang Sen. Số 13 là cũng Trang Sen, 13 là Trang Sen giá 300 nha anh ơi. Trang Sen, cái nhà có Trang Sen bên sau này đủ cả nhà. Đó, mình cần tìm mặt cái này nghĩ nào mình bình luận cho nha cả nhà. Để em chào anh Việt Trân nè. Cái gì bình luận cái này là còn 230 nha, mai chiến thủy nha, nâu đột biến nha. 230.000 luôn. Số 8 là cái hầm Ngọc Mai nha, 250 nha. Dạ, con Tuấn Vũ nha. Bình Định, anh Vũ có nào được nha. Dạ, Dương Nhì ạ. 11 là Cần Thân nha, 11 là Cần Thân nha, giá 650.000 luôn. Cây đều quá. Làm cái gì anh con Tuấn Vũ, anh không hiểu. Cây đều quá. Cây đẹp quá gì vậy nha. Cây đẹp quá quá. Chắc cây đẹp quá. Cây áo đen vàng như cây. Cảm ơn con Tuấn Vũ khen. Em chào anh Đạt Nguyễn nha. Chào anh Diệp Trần nha. Chào anh Diệp Trần, chú Quyền hả ta? Cây áo vàng. Má nhiều. Chú chào chú Quyền nha. Chú 12 rồi, chú 12. 12 là phòng 1 mai, 220 rồi đây. Đây cái một mai đây là 220.000 anh nha. Anh nha dính giỏ thôi. 220.000 anh. Quá bông luôn nha này. Chào anh Việt Việt nha. Chú Việt. Chú Việt quá nè. Chú Việt nha, chú Việt. Chú Việt mời quá.
nhiêu nó vàng không có bán anh Hùng ơi. Mên xuống qua nghe anh Việt. Để chào anh Nguyễn Văn Tươi à. Mên qua nghe chú Việt ơi. Giờ đây cái viết này viết cho cắm vô kìa. Cái viết này lấy đâu? Có rồi hả? Có 220 anh ơi. Bông dữ lắm, ta bông gần em chị ơi. Dạ, đây hồng ngọc mai số 10 cũng hồng ngọc mai luôn mấy anh ơi, 220 luôn, số 10 cũng 220 luôn mấy anh. Hồng ngọc mai luôn nha cả nhà mình ơi, em chào anh Lâm Sơn nha. Đúng rồi, hồng ngọc mai 220 nè, số 4 là trang sen luôn, 450 nha. Dạ, ông có bán đây, người bán cây với ai, bán người anh, bán người nhà nước không cơ, không có cho nè. Bán người còn ăn sắp chết, bán người bán cây được. Bán cây là pháp chứ bán người không hợp pháp ra đây. Đó, số này số 9 là cũng trang sen nha. Để số 9 là coi trang sen nha. Em chào anh Cường Diệu nha. Trang sen 400 ngàn nha. Để chào Hiếu Minh nè. Mà đúng không? Dừa. chào Phúc Kiến luôn nha, đầy đủ luôn cả gia đình đi. Mình coi cây nào được mình bình luận giùm em á, hay là cây nào mình nhìn không có rõ đó, mình muốn nhìn kỹ kỹ hơn mình bình luận giùm em cái mã số nha. Cái mã số như cái giá tiền là em đều có dán lên trên chậu quá luôn á nha. Đó, mình kinh thấy liền luôn à. Cái này là trang sen anh, mã số 4 là trang sen 450 nha. Đó, số 5 là kim thái ghim nha, 700 trai trạng viên nha. Cái nào mình lệnh số 7 là xăm hương nha, 950 số 7 nha. Số 8 là cái hồng ngọc mai 250.000 luôn. Số 9 là voi trang sen giá 400. Số 10 là cái hồng ngọc mai đó 220. 13 là trang sen bên là giá là 300 luôn. 11 là cái thần thanh đi sát 150.000. Cái số 3 là kim quýt nha, số 3 là kim quýt nha, chịu gửi. Đó, số 1 là linh sam số 3 nha, mã số 1 giá là 5.9 nha nha. Một nha, chị kiếm ra nha. Còn cây chiếc mít nhé, lỗ như cả nhà. Nhiều cây đẹp lắm luôn á, lại lên được câu nào được ủng hộ em nha. Giá trên đây là mấy giá tiền mà gia đình lên. Có được cái nào mà mình nghe nha. Có gì bình luận mấy anh cái bình luận có là em đem lên nha, có me, có xe ghi, có vú sữa luôn nha, có khế luôn, có cái nhật, cái ghép cái nhật có luôn nha, ai bình luận nha, đem lên nha. Chợ anh Trần 2, Trần Hạc, Trần đó, cây mai với thủy nuôi có 230, mã số 6 nha. Đó là xăm hương, mã số 7 là 950 nha. Số 8 là hồng một mai 250 luôn. Số 9 là trang sen nha, hoa trang sen 400 nha. Chị dạ anh Đỗ Văn Cương nha. Em chia sẻ ở đây nè. Chị sẽ lên hồi giống nào được cái nào. Em chị sẽ đựng miếng đạn đi bài luôn. Trang sen lên, tăng thân bình lên. Này phôi trang sen nha. Đó, trang sen nha là mà này phôi nha, là cái điều. Thì anh ngãi năm nha. Đó, quỳnh đế nó là 27 nha. Quỳnh đế 27 nha, quỳnh đây là 15.5 cái năm cao là 21 nha. Quỳnh đế 27 năm giá 400.000 nha. Dạ anh Hà Nguyên nha, trang sen nha.
thì đang xem nha. Chào bạn ơi, lúa bông sai nha. Chào Cẩm Duyên. Vành đế 27 luôn nha. Cao hoàng thân đây là 15,5 ngày, cao là 21 nha. Mày coi trang xem nha. Giá là 400 ngàn nha. Xem nha. Cái số 4 là cũng trang xem nha. Em bị chặn ngủ. Bị chặn ngủ. Số 8 là cái hồng ngọc mai nha, hồng ngọc mai 200-250 luôn. Số 10 cũng hồng ngọc mai luôn nha. 200, không được anh ơi, 200 không được anh ơi. Mới từ 50 ngàn anh ơi, cái 250 nha. Cái bình đế nó tới là... Thêm chút rảnh thay thanh bình ơi, 200 không tới dấu. Đổ vốn nè anh ơi. Thêm chút rảnh thay thanh 200 không tới dấu thanh bình ơi. Cụ đế bự lắm mày. Dạ anh cậu nhóc con sai nha. Ông tới giúp anh đây. Thêm chút đỉnh ủng hộ cho em, anh cùng em. Này bự lắm anh ơi, Quỳnh Đế nó tới 27 anh ơi. Đó, Quỳnh Đế 27 nha. Này cũng đang xem nè, 13 cũng đang xem nè. Cho ngày bệnh không uống thuốc mà bệnh chết. Kìa anh. Mới một thuốc sao. Cái này là Kim Thanh Mai nha, mà số 2 là Kim Thanh Mai nha. Nè. Uống chưa? Thì nào uống? Mẹ ăn nãy còn bụng rồi, nó uống được sao? 12 là thầm một mai. Bây giờ mày uống đi. Thì mày ăn đi gì không ai? Thầm một mai 200 ngàn. Mà số 12. Không uống rồi. Không ăn rồi. Số 5 là Kim Quýnh Thái Duyên nha. Kim Quýnh Thái Duyên mà số 5 là 700. 12 là cái hầm Ngọc Mai 220. Số 6 là Mai Chính Sĩ Ngô Bộ Quý 203 luôn. Rồi em chào Ngọc Pháp Quỳnh nè. Này cũng trang xe nha, 13 cũng trang xe nha. Giá là 300 mở số 13. Nói mấy anh thích cái gì lịnh lịnh nghe, có siêu nhi nè, có khế nè. Dạ anh Quốc Thống Nguyễn à. Cái này là cái hầm Ngọc Mai, mang mã số 12 là cái hầm Ngọc Mai 220. Cái 7 mẹ ơi, 7 bao nhiêu? Đó chứ mặt mày luôn, khó có là Sâm Hương. 7 Sâm Hương anh ơi. Cái Sâm Hương anh ơi. Đó. Cái Sâm Hương nha. Sâm Hương nghĩa là 950 ngàn nha anh ơi. Vậy dạ anh Hương Nam à. Cây sâm hương nha, đẹp luôn, quá đẹp luôn nè anh ơi. Cây sâm hương nha, mà xin chào Kim Mai, Mỹ Sinh Tây nha. Em chào anh bé Lo nha. Cây sâm hương á anh ơi, sâm hương xinh lắm anh. Giá này bao ship bao chậu luôn nha anh ơi. Cây này dáng quái là đẹp luôn nè. Sâm hương nè. Sâm hương nha anh ơi. Cây sâm hương nha anh ơi, sâm hương. Bao ship bao chậu luôn nha. Bao ship bao chậu luôn cây sâm hương như vậy nè. Giá này bao ship bao chậu luôn mà 950 nha. Cái này đẹp lắm anh nè. Sâm hương, sâm hương. Số 2 là Kim Thanh Mai nha. Đó, số 2 Kim Thanh Mai 750. Số 4 là Trang Sen nha. Trang Sen 450 luôn. 12 là cái hồng Ngọc Mai 220. Số 6 là cây Chính Thủy luôn, đột biến 330 luôn. Em chào anh Bằng Trần nha, em chào anh Phước Dũng à. Đó, số 10 cũng hồng ngọc mai nha. Số 10 là cũng hồng ngọc mai 220 luôn. 13 là trang sen 300 luôn. 11 là thằng Thanh nha. Thằng Thanh sát trên gửi. Em chào anh Hoàng Nguyên à. Cái nào được ủng hộ em cả nhà. Này thôi trang sen này là trồng từ ống nha. 400 gửi nha, mà số 4 nha. Đó, trang sen cái đó trồng từ ống 450 ngàn luôn. Em chào anh Lâm Sơn nha. Dạ, anh hãy chờ nè, coi cái nào mỗi cái này. Dạ, số 2 để xíu anh, số 2. Để sắp, số 2 đây. Số 2 là cái kim thanh mai nha anh Phương Nam. Kim thanh mai nó cũng là một cái dạng mai chiếu thủy, mà mai chiếu thủy lá kim nha. Số 2 là 11 cái gì? 11 đi, 11 đi, đợi tí anh ơi. 11 luôn
11 cần thăng nha. 11 cần thăng rồi. Đây, để tiếng Anh. Em quay cái này cho anh xem, em quay cái 11 cho anh nghe. Rồi, giờ em quay cái này. Anh Thanh Bình ơi, để tiếng Anh. Đây là Kim Thanh Mai bên đây. Anh sẽ từng gọn gọn nhẹ đây. Kim Thanh Mai, Kim Mai, Kim Thủy, Kim Thanh Mai nha. Cái này giá 650.000 nha. Mai Kim Thủy, Kim Thanh Mai nha, 650.000. Rồi em lên cái 11 của cho anh xem nha. 11 là Thanh Bình ơi, 11. Cần thăng anh đây, cần cụ thăng tí anh đây. Cái này cần thăng 650.000 anh đây, anh không bình đây. 650.000 nha. Chào anh Bảo Chân nha. Rồi chào anh Bảo Chân. Rồi quan sát góc là 45. Đó là mình cũ ngang thôi. Mình cũ là 22. Chào anh Miếng Đông nha. Đây là cái cần thăng nha, đó cần cù thăng tiến luôn, là giá 650.000 nha. Mã số 11 nha. Rồi cái này 650.000 cần thăng nha, đây 650.000 nha. Còn cây số 2 này là cây kim thanh mai, mai chính thể kim thanh mai nha. Lên chiếc xe qua là rồi sao? Đời tàn báo chúa. Em chào anh Nguyễn Đông nha. Em chào anh Hồ Vương Vũ à. Em chào anh Tuấn Nguyên nha. Cái này có anh Hương Bùa. Em chào anh Cô Nai. Em chào anh Nguyễn Sang à. 13 là Trang Sen, anh Trang Sen nói số 13 có 300 nha. Trang Sen nha. Cái người số 2 là Mai Kim Tỷ, Kim Thanh Mai nha, bông thơm lắm nha đây. Cái 650.000 nha. Mai Kim Tỷ, Kim Thanh Mai nha. Đó, số 5 là Kim Quốc Thái Ghim. Kim Quốc Thái Ghim là số 5 700. Đó, số 6 là 230.000 nha, Mai Kim Tỷ luôn một miếng nha. 230.000 luôn. Cái nào ủng hộ nha, nó kêu hết, nó ruột hết. Trang sen hiện nay, trang sen đẹp lắm, giá có 300.000 nha, trang sen nha. 13 là trang sen nha. Nè, trang sen nha đây. Số 4 là cũng trang sen nha đây, số 4 là trang sen luôn nha, cái đó trồng đường ống nha, 450.000 nha. Thích gì bình luận nha, nha đây, nha đây. Cái nào mình lĩnh nha. Thích cái nào mình lĩnh giùm em thì cái nhà, hay là mình cần tìm mặt hàng cái kiểu nào mình bình lĩnh giùm em nha. Để coi em có cây điện đem lên cho mình. Có mẹ quế nè, có Seri nè, có me nè. Ai thích cái vú sữa luôn. Chào tám tóc nha. Chào tám tóc nha. Xem 400 nha, đây coi trăng sen nha. Em chào anh Trọng Hữu à. Em chào anh Tô Kiểu nha. Em chào bà Tám, cô Tám Đốc nha. Mấy cô Tám Tóc có gì ở dưới, có gì vui không? Bà Tám ơi, dưới có gì vui mà Tám? Có gì vui. Đã biết rồi, trả lời. Bà cũng nói lắm mà bà không biết được á, cho nó nói nè. Chia sẻ lên mà không có xin gì hết trơn à. Em chào anh Phạm Trúc Cơ nha. Em chào anh bà Tám trả lời nha. Bà Tám trả lời lúc nào cũng vui con ơi, em với vui lắm mà có lộn xộn chút đỉnh nè.
trẻ chưa lên từ từ mẹ đó. Của mình á chút xíu từ 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 mới lên chạy luôn đó. Có vui thì tôi nói gì vui lắm hả? Kìa bác nói kìa, Mỹ nói kìa. Có vui lắm rồi, cảm ơn bà nghe, vui rồi, vui mình lên mà đi. Vậy có ơn mà tám, mà tám vui mình lên, mà tám đi, mà tám luôn. Có vui lắm, chạy chạy trở lại luôn. Ai nhắn dự? Mỹ trở lại á, Mỹ trở lại không? Mỹ trở lại hả Trung? Bà tám chỉ biết kênh hả Tim thôi à. Mỹ, ăn rồi. Em chào anh hôm nay nha. Chia sẻ mà nó không có lên khi nào cho em lại lên đây. Chia tiếp mới được. Kìa bà bấm nó kìa. Biết luôn chèn. Biết luôn chèn. Em chào anh con xa miền Tây nha. Biết luôn chèn là sao? Biết luôn chèn dạ. Của Mỹ. Mỹ nè, biết luôn nè, biết luôn buông gì biết hết trơn đó, giống như câu đó đó. Thế giờ phải trời biết luôn như vậy. Có em lên cây sâm hương thì mẹ ơi. Đó cây sâm hương nha, đẹp lắm mẹ ơi, cây sâm hương nha. Đẹp lăng lăng như bức tranh luôn cả nhà. Vậy bà với Mỹ vui vậy à? Anh thích qua với Mỹ có luôn, em qua với Mỹ với em không thật nha anh. Với Mỹ không thật đó. Chào ông thôi, em thôi vô kìa mà chào nó đây. Hôm nay nhà mùa cầm cái đẹp đó, vô rồi đó. Bữa nay hỏi phát triển bữa chị chạy đi về tiền gì nha. Đúng rồi, em chào anh Tuấn Nguyên nha. Ở lại chơi chèo đi. Ở con cây không chịu chạy mất tiêu. Chào anh Đăng Khoa nha. Chào anh Bằng. Bằng. Chào anh Băng Băng. Ông Bằng. Chào chị Băng Băng. Chào anh Băng Băng. Anh chị ơi. Chị vô ủng hộ anh chị á. Anh này cho Hồng Ngọc Mai đây, số 8 Hồng Ngọc Mai nha anh á. Em chào chị Tuyết nha. Đó, cái tâm hương này. Cho anh Diệt Phạm, Diệt Phan. Phạm chứ. 11 là cần thân nha anh. Đó, cần thân. Cái chín kìa. Sen. Ồ, cái chanh sen chín nha. Dạ, chanh sen. Cái chín là chanh sen đó anh. Cái số 9 là chanh sen nha anh. Chú chín là trang sen anh ơi, chú khôi trang sen anh ơi. Em chào anh Tiểu Quang Thương, Tiểu Quang Thương nha, chú chín trang sen anh ơi. Chú khôi lên lần ra bông lên anh. Đó, có coi anh đó, mình đế anh bảy luôn anh ơi. Lên bông đẹp nhất đó luôn. Mới ra kìa, khỏi. Đây là... Gì? Bông đẹp xuất sắc luôn nè cả nhà. Đó. Bữa nay có tiền hai được miếng cường lực, 9.000. 9.000 đồng bạn. Dừng chân. Mới rồi khỏi. Chừng là nhà bông dữ lắm, cái đẹp luôn nha. Đó, trang sen cái này em bao sống cho cái nhà bao sống bao nhiêu luôn. Đẹp lắm nha, cái này là bình đế còn nó còn ẩm luôn nha, bình đế còn luôn nha, 27 luôn nha, mình đế 27 nha. Bình 25 với 5 nha. Mới ra chạm dừng chân rồi. Trang sen này là nó đế cũ nở luôn nha mấy ông mấy chị. Đó, hoành cũ là 27, hoành thân là 15,5. Chiều cao nó cỡ đầu một ngang tay mình nha. Ủa liền bây giờ mà mấy đây? Đi năm mấy? Em chào anh Hùng Bỏ. Em chào giờ chắc xe 6 giờ hay gì á? Hoan hoan à. Đi ra 6 giờ hay gì á? Em chào anh Thanh Tâm nha. Trang sen nha cả nhà. Được không anh ơi, cái này tiếp chính anh ơi. Em bớt 50 ngàn luôn mấy anh gục ơi. 350 luôn nha. Nói cái đầu đai anh ơi. Đúng không là trang sen anh ơi. Em chào anh Nguyễn Thắng nha. Đó, chín bố chắc chín bốn tiền quá à, cái tiền lớn không bố phải chín bốn là cây này chín bốn chưa có rồi ta chưa à, mở số chín nha, thì cái này số chín là 400 nha, à chín chín 400 vậy, chín bốn không em chào anh Nguyễn Sang, chắc là số 9 số 4 rồi em tưởng chín bốn cái phôi chân xe là số 4 nha, là chắc vậy thấy chín kia bên số chín 400 quá. Dạ.
như cái này cái số 6 là tại để giá tiền cái nào ôm được một lượt mộng vậy đó. Ông lượt mộng giúp rồi. Cái này số 9 là 400 mà cho số 9 là chanh sen nha. Số 9 400 nha anh Hoàng ơi, số 9 400 à. Số 9 400 là cây chanh sen đó anh ơi. Số 9 400 là cây chanh sen nha anh ơi. Mấy gì nữa nè. Kìa. Số 15 400 nữa. À, thích gì mình lượm nha anh ơi. Thôi rồi cái nào mình lượm giùm em nha ở gia đình. Đó, anh Hoàng ơi, cây số 9 là cây chanh sen nha anh Hoàng. Cây số 9 là chanh sen anh ơi, giá là 400 anh ơi. Số 10 là cái hồng ngọc mai 220 nha anh. Đó, 11 là cần thân nghe 650 ngàn luôn. 14 là cái chim anh mai nha. Ôi là chim anh mai, chim mai xưa. Chim mai. Chim anh mai cậu ơi. À, ông vàng với hồi thời đó thì kim ba chưa đâu, cái hồi kim mai nó uống ngủ hay đó. Nó ừ, cãi một thứ mà. Nó cãi, nó cãi vậy đó. Cãi nào cãi với mày đó. Tao lên cái tính gì tao chia chia sẻ vàng lên cho gì đó coi à. Được không anh ơi, coi cái nào được cũng hỏi em anh ơi. Dạ anh Lộc Phát nha. Em chào anh Ngọc Phát nha, em chào anh Kim Ravista. Chào đại gia đình thân yêu. Cái này nó là một mai, cái này 220 bên đây. Số 5 là Kim Thái Yên nha. Em chào anh Ngọc nha. Số 8 là cái hồng một mai ha. Đó, cái hồng một mai luôn, 250 luôn. Số 10 là cũng hồng một mai luôn, 220 luôn nha anh ơi. Giá rẻ mèo mèo em sống luôn anh chị ơi. Cái gì 200? Dạ em tên Thanh lên đây. Em tên là Thanh Tâm mà. Em tên là Thanh, cũng có giống như tên Thanh vậy. Cái 200 nè, cái này Thanh là của Thanh Tâm, cái 200 á anh. Cái một mai không anh? 200 nè. Cái này là cái 200 nè. Cái này 200 luôn nè. Cái này là 200 một cây á, đây nè. Hả? 200 một cây á. Cái mấy cây là một cây 200 ngàn nè, cây nào cũng được. Một cây là giá 200 ngàn nè. Số 8 nè. Thấy mẹ. Đây mấy cây là 1 cây là 200 nghìn nè. Dạ cây cao dạng thanh chính giữa là cây sam nha, cây sam sông Hinh nha. Còn trên đây là một cây 200 nghìn nè, cây nào cũng được. Cây là linh sam sông Hinh nên là giữa bằng xây là linh sam sông Hinh nhân giá là 100 nghìn. Anh Tâm ơi đẹp nè anh Tâm, bông dữ lắm nha bông nè. Cây này thì 200 cây thôi. Cây nào cũng vậy chứ. Bớt luôn. Bớt sẵn luôn nè anh Tâm. Hộ dùm em cây anh Tâm đây. Chào chị Nguyễn Thị Tuyết nha, em chào anh Hùng Nguyễn. Cái đó là Sam Sông Hơn Anh Nhanh Lộc Phát không? Cây 12 nè. Cây 12 là giá gì? Hả? Ờ, tao mới được. Đây nè, một mai 200 mới được anh đây. 200 mới được anh đây. Bán lại mấy chục ngàn mấy cái này anh đây. Chốt 100 giữ rồi, chết 30. Bán 200 là vừa đủ, vừa đủ. Có đồ hút yếu hạt rồi. Em chào anh Lê Giao nha, em chào anh Vô Phu. À, chốt 100 giữ rồi đó anh ơi. Cho nhỏ lời với anh ơi. Cho nhỏ kiếm đồ tiếu có lời ha anh chị anh. Em chào anh Đức Tùng nha. 200 đi anh ơi, mất được 20 ngàn luôn. Bán có lời bán nha anh ơi. Cái này mini vô con mini vô 400 nha. Đó cái này là kim thanh mai nha anh. Đó 14 là kim thanh mai nha. Giá 1.6 nha. Kìa số 12 là giá sao? Giá 12 bán. Là em bớt 20 ngàn nha anh ơi, 200 nha anh ơi, chị ơi. Chị Ngọc Lan ơi. Là một mai nè chị ơi. Đợi cuối cùng nhiêu 200. Cái này đẹp chị Ngọc Lan ơi. Không thấy cưng chị, số 7. Số 7 là cái gì vậy bạn? Chú Bảy đợi tí nha anh ơi.
Chị bán cái gì đi coi, để coi kênh mang xe cái gì. Dạ, có cái cúc anh Văn ơi. Cái này 200 nghe mấy anh, nó dị ra 20 ngàn mấy anh ơi. Số 7 cái gì ghê, số 7 cái gì kia. Từ từ. Cái này được không chị Ngọc Lan? Số 7 ok, em gột đại chút xíu coi số 7 cái gì nha. Xem Hương anh ơi. Xem Hương anh ơi, số 7 xem Hương nè anh. Số 7 là cây xem Hương nha. Dạ, chị Quang nè. Số 7 là sáng Hương anh ơi, cái này đẹp nè. Em thấy em bán cái nào lấy cái đó, anh sạch tâm nó là cái 200 đó. Dạ anh hay ngon à. Một cái nào, anh muốn gọi cái nào vậy? Em bán cây nào anh lấy ra đó thôi, anh đi chọn đi chị. Em chỉ đưa ra gợi ý cây nào thôi. Mình có định. Còn sự lựa chọn là của anh. Dạ không có Linh Hương, anh không có Linh Hương anh. Dạ không có Linh Hương nè, anh lên giao ơi. Hậu ra không có cái đúc rồi, số 7 là cây xăm hương nha anh ruột. Giá này em bán và em bao ship bao chậu nha. Em chào anh Lê Tùng Chinh nè. Em chào anh Tạm Cốt Cơ nha. Dạ cây này cây xăm hương nha gia đình. Xăm hương giá 900 ngữ, em bao ship bao chậu nha cả nhà. Xăm hương nha anh, xăm hương bảy số 7 nha anh. Xăm hương nè gia đình ơi, số 7 giá 900 ngữ nha. Cây này không tốt là chẳng sao chị. Có được 50 ngàn nha. Em chào anh Ngọc Sáng Trần nha. Đây là ai bảo anh? Con. Đang trồng trái kìa. Đây là pin mà. Đại đình thân yêu, cái nào được đầu lai mua hàng dùm đại đình thân yêu. Cảm ơn Diễm My nha. Nữa. Mai cho gì xứ quá. Em chào anh Xuân Đại Nguyên nha. Xỉn xỉn nhớ hả? Dạ. Ê, thích gì Bình Định đến đây, có me, có xe đi luôn nha. Có nguyệt quế luôn nha. Có bú sữa luôn. Rồi, xỉn nữa rồi. Rồi, ngon. Nghèo dữ à. Nói em tao nhậu quậy đứa quê đứt gì điện vậy? Trời ơi, 490 luôn đấy. Cái gì đẹp đi, mối. Có ruộng, kèn á. Cái mini là đến chiếc cái mini ngăn can. Cây nhỏ mà ông nheo này thấy được luôn. Thích khi nào đây? Nheo mất cây luôn. Đúng rồi thôi, mờ hết luôn rồi. 33 người xem mà mờ sao thấy được. 32 người rồi luôn rồi. Còn gì của nữa. Dạ, thông cảm nha anh Lý ơi, chút xíu nha, mấy chồng lại liền à. Cho mình tranh canh chắc cỡ 5 phút nữa rồi sau ha, lại gia đình. Không cảm thử ngón cao dùm em chút xíu nó trong là liền đại gia đình ơi. Đừng ngón cao nha cả nhà. Đỡ là con chút xíu coi nó đỡ hơn nha. Chút xíu đỡ hơn cái gì. Mini cái dân cái gần. Bữa nay khế hết hàng rồi anh ơi. Gần mini lên 35. Ít, ngày mai ai mốt em bên đi. Mời. Mời ạ. Mời. Ngày mai anh Minh ơi, tối mai em có lên mới. Mời bán. Mai có mai đi. Mời chẳng hả bạn? Mời người dẫn, mời bán. Mời bán, mời bán. Em chào anh Lưu Cường nha. Em chào Công Son Tao. Hết tới đường rồi. 37 rồi. Đó, nó đã đỡ rồi, lại lại nhà. Đây, cái lần đây. Xíu nó đợi cái này nha. Bị nhà rồi, dạ. Thông cảm anh Phụng ơi. Anh Nhúng Quỳnh ơi. Giống chứ nó chồng lại à. Anh Lình, mình đừng có nói. Bao nhiêu mấy người xem ha. Em chào anh Lình Vũ nha. Không nổi hả? Chắc tí xíu nó chồng lại. Ở nhà nó để tao mạng là sao vậy? Em mạng rồi.
Dù bây giờ có sao. Nó hơi đúng đớm bài. Nãy rút ra ngoài thì cái này làm nữa. Tôi chào không? Nhắn tin trở lại hả? Nhắn tin á. Mình có thấy mà. Vậy hả? Này trong gieo hả? Kỳ vậy? Mình chỉ điện kỳ mà bắt thường nữa đây. Hơi cái gì đó, đụng bình thường. Chảy cái ổ điện có dính vô cái vụt không? Tôi coi coi. Ủa mà nó trong hả? Đeo kính vô cũng không thấy gì luôn hả? Trời ơi nghèo quá anh kia ơi. Ở trong trong không? Trong vậy? Mình điện nó, mình nói cái người hôm nay điện lực cái này đó. Không có quần trong không? Cái đẹp quá, cảm ơn anh Tâm nha, nhưng mà nó hơi mờ rồi. Trời ơi, gầu quá. Lục gì đi? Lọc quần mini. Lọc quần mini à, không có hàng hả anh ơi? 11 cái có, 21. Ít cửa đi anh Dũng ơi. Em nhìn chậu xanh gì nè mà cây gì trên chậu xanh vậy? À, cây chậu to hả anh? Cây to to dưới giữa là cây linh sam thông minh nha. Cây to dưới giữa là linh sam thông minh nha. Hạn hơi mờ tí rồi anh cảm nha. Cây bự dưới giữa là linh sam thông minh nha. Sao nó mờ? Dạ đúng rồi Phú ơi. Bữa nay không biết sao nó mờ dữ gì không biết nữa. Mờ hơn nó trong veo đẹp luôn. Bữa nay những gì sao không biết nữa. Chắc là mơ đổi mạng đúng quá à. Ba mấy ngày em bộ. Đúng rồi, kệ thì lỡ rồi. Thoát lần rồi không nữa. Kệ lâu lâu nó bị cửa vậy thôi giờ. Tí tí nó coi làm sao cả nhà. Không cả đợi xíu coi em nghe được. Chứ dạ, cây đó rồi rồi. Cây linh sâm là giá 5 triệu 9 nha anh không ạ. Dạ, Ngọc Nguyễn đây. Rồi. Mờ quá nhà đấy. Mờ quá nhà nó hơi mờ đó. Để con hồi nó không sao không tại nhìn. Nó đỡ hơn chút nào không ạ. Để cha anh Nguyễn Hiệp nha. Bữa nay không trả mạng nên mờ chút đại lịch á. Em dạ anh lên chung kia nha, đại chút xíu qua nó có ổn áp hơn không à. Nay có ai mình đi đâu lễ Noel gì không cả nhà? Hay là bữa nay ta đi Noel ra đường nhiều và nó thoải mái nhiều ta? Mạng nó yếu. Em dạ anh Nguyễn Minh Hương nha, em dạ anh ơi ơi. Đi đâu vậy? Mua nó không thấy gì chân sao mua. Anh đợi xíu nữa anh ơi, mới nãy em mở ra rồi đó, vậy cắt lại nãy nó đỡ đi nó làm đi nữa rồi. Trời nãy nó bị mờ cái em tắt rồi thầy. Cái đợi năm phút sau mở lên lại mà nó cũng bị vậy. Nó trong đó lúc đầu nó trong vậy nó bị vậy. Bữa nay mẹ bị xa. Xa bung chê rồi. Trời. Không thấy gì đâu cho mua hàng tuần đúng rồi đó. Mà gì mà sao mua được đây. Nên điện nó nữa mà điện nó về cái gì cho nó bị gì hoài nào nó không bị gì đó. Bán vốn nghỉ về nghỉ xài luôn. Quạo quá rồi. Không thấy gì cả. Dạ chờ anh Nguyễn Hợp nha. Giá sao vậy dạ. Cái giá em có dán lên trọng không nè. Bây giờ trời nó mờ quá thì không biết sao nữa. Như cây này là giá 650 nè. Cây này là giá 450 nè. Trang sen nè. Cây này giá 650 nè, kim quýt nè, cây này giá 250 nè, đó, rồi cây này giá 250 nè, hồng ngọc mai nè, cây này 950 nè, sam hương nè, cây này 230 nè, mai chỉ huy luôn đột biến nè, mã số giá tiền á em có dán lên trên đây nè cả nhà, dán lên trên nhậu luôn á, mà như giờ nó mờ chứ mình thấy rõ không nữa. Em chào anh Vinh Nguyên nha, em chào anh Lan Dương nha. Ủa má, trời rồi sao gì tắt vô đại đi bạn, vô đại đi. Nếu thì làm nữa hết tao luôn, bật lên. Vì sao gì đi cũng để nó quá rồi đâu ạ. Thôi nó đây. Nó đây. Giờ lại gia đình ơi. Em tắt em lên lại là nữa nha cả nhà. Em tắt cái này cái livestream này em tắt rồi xong rồi 5 phút sau em lên lại nha. Mạng bên đây nó bị kỳ mới tắt làm lại khởi động mạng lại nó có sao không nha cả nhà. Tắt em.